Nếu như bạn muốn bán được sản phẩm có giá cao hơn những người khác, nếu như bạn đã từng cảm thấy bế tắc hoặc cảm thấy vô cùng khó chịu khi khách hàng liên tục liên tục nói với bạn câu này: "Giá của bạn đắt quá." Thế thì trong video này đến cuối video này đến cuối video này bạn sẽ khám phá ra được 16 cách khác nhau để giúp các bạn có thể là bán được hàng giá cao hơn có thể vượt qua được lời từ chối "Giá của bạn quá đắt." Xin chào tôi là Donny Vũ Tuấn Anh, một nhà huấn luyện doanh nghiệp của Action Coach nội West và trong thời gian khoảng tầm hơn 5 năm vừa qua thì Tuấn Anh thường xuyên phải đối mặt với những cái tình huống xử lý tương tự như thế này và đặc biệt những gói sản phẩm của chúng tôi cũng là những gói sản phẩm có cái mức đầu tư khoảng tầm 10.000 đô la trở lên cho nên chúng tôi thường xuyên phải xử lý những cái lời yêu cầu lời từ chối từ phía khách hàng và ngày hôm nay thì đây trên tay của Tuấn Anh đây là một cái bộ thẻ xử lý từ chối và trong này có 38 cái tình huống xử lý từ chối khác nhau và cái tình huống mà chúng ta sẽ gặp mặt ở đây á, là khách hàng nói sản phẩm của bạn quá đắt đó chính là tình huống đầu tiên trong 38 cái tình huống về xử lý từ chối trong cái bộ thẻ này đó chứ này các bạn sẽ thấy là rất là nhiều luôn luôn khách hàng luôn luôn là gì ạ có một cái vấn đề là sản phẩm của bạn quá đắt vậy thì câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể Giải quyết được hoặc là đối mặt với những tình huống này Một cách gọi là dễ dàng nhất và đem lại cái hiệu quả cao nhất à, Vậy thì trước khi bắt đầu các bạn sẽ cần hiểu như này Đâu là cái tâm lý đằng sau khách hàng Đâu là cái yếu tố nào khiến cho khách hàng họ luôn luôn họ đưa ra được cái điều là sản phẩm bạn quá đắt Thì thật ra chung quy lại nó chỉ có 3 vấn đề thôi ạ Vấn đề số 1 đó chính là một họ không có nhu cầu. À, chính bởi vì họ không có nhu cầu nên họ luôn luôn nói rằng là sản phẩm quá đắt để họ có thể hạ đài, họ có thể là đi sang một cái sản phẩm gì đó khác. Hai là họ có thể có nhu cầu nhưng họ không có đủ ngân sách, không đủ tiền hoặc là họ không có đủ quyền và đặc biệt thứ ba là họ có nhu cầu họ có tiền nhưng họ thực sự là họ đang muốn có một cái giá được tốt hơn vậy thì 16 cách này sẽ giúp cho các bạn lần lượt lần lượt từng tình huống một từng cái phương pháp một sẽ giúp cho các bạn giải quyết được vấn đề à, cái số 1 đầu tiên thì mỗi khi một khách hàng đưa ra một cái lời nói rằng, rằng là sản phẩm của bạn quá đắt sản phẩm giá của bạn quá đắt thì cái việc đầu tiên ấy, chúng ta luôn luôn cần phải cảm ơn, cần phải đồng cảm với khách hàng mà không bao giờ tạo ra sự mâu thuẫn. Ví dụ khách hàng tên là Hùng ha, thì chúng ta sẽ nói là cảm ơn anh Hùng đã có phản hồi về sản phẩm dịch vụ của chúng tôi. À, cách số 1 đó chính là gì ạ? Chúng ta hãy sử dụng phương pháp là so sánh giá. Vậy thì cảm ơn anh Hùng đã cho chúng tôi biết là sản phẩm này của chúng tôi là có cái cái giá gọi là theo như anh nghĩ là sản phẩm đắt à, vậy thì không biết là anh đang so sánh sản phẩm của chúng tôi với những cái sản phẩm hoặc dịch vụ nào ở trên thị trường à, điều này rất thú vị bởi vì có rất nhiều tình huống á, khách hàng đưa ra được cái điều này. Một là có thể là họ không đã đã chưa có nghiên cứu một cách kỹ càng về sản phẩm dịch vụ trên thị trường. Cho nên là họ cứ đưa ra cái giá đắt với cái kỳ vọng sẽ mua được cái giá rẻ hơn. Đơn giản chỉ như vậy thôi. Cho nên bằng cách là cảm ơn họ và bằng cách đặt lại cho họ một cái câu hỏi là họ đang so sánh cái sản phẩm này với dịch vụ này với sản phẩm dịch vụ nào đó trên thị trường. Thì trong trường hợp họ đang so sánh với một sản phẩm thực sự nào đó thì chúng ta cần phải có được cái sự hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ trên thị trường để từ đó chúng ta đưa ra được những lợi thế cạnh tranh à, Cách số 2 là một cái cách cũng thường xuyên được các cái công ty ví dụ như về bất động sản về bảo hiểm và rất nhiều những cái hãng xe ô tô à, khi mà bán những cái sản phẩm lớn ý, thì họ thường xuyên sử dụng đó chính là cách chia nhỏ sản phẩm dịch vụ ra. Ví dụ nếu như một sản phẩm của chúng ta quá đắt chúng ta chia nhỏ nó ra thành 12 tháng vậy thì mỗi một tháng cái chi phí đã rẻ hơn đầu tư đã rẻ hơn rất là nhiều rồi và nếu như chúng ta tiếp tục chia sẻ 12 tháng đó ra thành 30 ngày và chi phí mỗi ngày có khi một cái khoản đầu tư nó chỉ tương đương một cái ly cà phê mà thôi. Vậy thì các bạn cũng có thể sử dụng cái phương pháp số 2 là chia nhỏ để giúp cho khách hàng có thể cảm nhận được là cái mức phí họ đầu tư nó không thực sự là quá quá nhiều. À, cái cách số 3, đó cũng là một cách rất là thú vị, đó là chính là bỏ bớt đi tính năng. À, khi mà khách hàng nói là sản phẩm quá đắt thì thường là chúng ta sẽ ứng dụng cái cái phương pháp này ạ trong những cái sản phẩm những dịch vụ mà nó có nhiều những cái option. Ví dụ khi mà bạn mua một cái chiếc ô tô thì trong chiếc ô tô sẽ có rất là nhiều những cái những cái sản phẩm những cái option khác nhau. Ví dụ bạn có thêm độ thêm loa, thêm đài, thêm camera, thêm gói bảo hành, gói bảo hiểm. À, rồi những cái gói sản phẩm về phần mềm thì cũng có rất nhiều những cái tính năng khác nhau. Vậy thì khi mà các bạn đề nghị khách hàng rằng Ok, vậy thì không biết chúng ta hoàn toàn có thể có mức giá phù hợp hơn nếu như chúng ta bỏ bớt cái tính năng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này đi. Và các bạn sẽ thấy một cái tâm lý cực kỳ thú vị đằng sau của khách hàng đó là khi mà họ đã nghĩ rằng là cái sản phẩm này do họ sở hữu ấy thì khi chúng ta chỉ cần bỏ đi bất cứ một cái thứ nào đó thôi thì họ luôn luôn cảm thấy là một cái tâm lý rất là khó chịu và không muốn bỏ đi bất cứ một thứ gì cả. Cho nên đây cũng sẽ là một cái kỹ thuật, một cái phương pháp giúp các bạn có thể là giải quyết được cái vấn đề là giá của bạn quá đắt. À, phương pháp số 4 đó chính là gì ạ à, về mặt chất lượng à, các bạn sẽ thấy là gì ạ tiền nào của đấy thôi Uh, cách đây khoảng tầm hơn chục năm khi lần đầu tiên Tuấn Anh chơi uh, Thật ra không phải là chơi mà tập tennis uh, Thì lần đầu tiên Tuấn Anh có mua một cái đôi giày Và lúc đó thôi, mình không nghĩ rằng là mình có thể chơi cái môn tennis này được quá lâu Cho nên mình đã đến Thượng Đình và mình mua một đôi giày khoảng tầm 400 ngàn Và cái điều các bạn sẽ thấy là gì ạ Cái việc đầu tiên là giá rẻ đúng rồi Nhưng mà có những cái trải nghiệm không thực sự tốt khi mình đi đôi giày Thượng Đình để chơi tennis uh, Các bạn sẽ thấy là một là mình đi một cái đôi giày không phải đôi giày có thương hiệu Hai, là đôi giày này không dành riêng cho việc chơi tennis và chính bởi vì như vậy cho nên là chỉ trong một tháng thôi thì đôi giày này đã mòn vẹt thậm chí là bị rách. Và lúc đó mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu mình phải đưa ra một quyết định. Ok, không biết là tôi nên mua một đôi giày thượng đình tiếp theo hay là mua một đôi giày khác. Và thời điểm đó rất là may mắn thì tôi anh đã mua một đôi giày Adidas. Thời điểm đó nó khoảng tầm 2 triệu tư 2 triệu tư cho đôi giày đó và đấy là đôi giày dành cho uh, chơi tennis và các bạn sẽ thấy là đôi giày chơi tennis nó sẽ khác đôi giày chạy bộ nhá sẽ đôi khác đôi giày đi leo núi khác với đôi giày đi bộ bình thường đi thường xuyên á cho nên là khi mình mua cái đôi giày uh, adidas mà dành riêng cho đánh tennis một cái điều thú vị là khi đó cái chân của mình cảm nên chắc chắn hơn rất là nhiều thứ hai À, Tuấn anh đã chơi đã đi đôi giày đó khoảng tầm 2 đến 3 năm mà hầu như không cái cái đôi giày nó bị hỏng hóc gì cả, nó chỉ có bẩn hơn thôi. Và đặc biệt trong suốt 2 đến 3 năm đó thì bản thân mình lại đang được sở hữu và được đi, được sử dụng một đôi giày có thương hiệu. Cho nên thực tế mà nói á thì hóa ra lại rẻ hơn rất là nhiều Cho nên cái câu chuyện là tiền nào của đấy Là một cái câu chuyện mà chúng ta thường xuyên gặp phải Cho nên các bạn có thể sử dụng một câu chuyện nào đó tương đương Giống như câu chuyện của Tuấn Anh Khi mua cái đôi giày tennis đó Để kể cho khách hàng Thì khi đó họ hiểu được Ok tiền nào của đấy đúng không Hàng chất lượng thì sẽ cần phải có mức giá tương đương à, Cách số 5 Đó là chúng ta so sánh Cái chi phí họ đầu tư Và cái chi phí của họ khi sử dụng à, Đây có một cái ví dụ đơn giản như thế này Uh, các bạn sẽ thấy là khi mà khách hàng mua những cái sản phẩm ấy thì đôi khi họ chỉ chú ý đến cái việc là chi phí họ đầu tư cho cái việc mua sản phẩm đó thôi nhưng họ quên mất hoặc không để ý hoặc thậm chí không biết đến những cái chi phí trong quá trình sử dụng Vậy thì với vai trò là người bán hàng chúng ta phải giúp cho họ nhận ra được cái chi phí mà họ có thể mất đi hoặc là có thể phải chi trả khi họ sử dụng sản phẩm đó. Một ví dụ điển hình đó là khi mà khách hàng mua một chiếc xe ô tô cũ hoặc một chiếc xe ô tô mới, đúng không? Các bạn sẽ thấy khi mua một chiếc xe ô tô cũ thì chi phí thật ra rất là rẻ và họ nhìn thấy là cái việc ngay đầu tiên là đôi khi là uh, chúng ta cũng sẽ kỳ vọng mua được một chiếc xe ô tô thật tốt, uh, còn mới nguyên và không có hỏng hóc gì cả. Nhưng thực tế là chúng ta mua một cái một cái chiếc xe ô tô rất có thể là một cái chiếc xe đã được thợ đã độ lại rồi. Thì khi đó một là cái chi phí về hỏng hóc này, sửa chữa chiếc xe này, rồi chúng ta còn phải đóng nguyên cả một cái một cái khoản tiền rất là lớn để mua chiếc xe đó. Trong khi khi mua một chiếc xe mới thì chúng ta thứ nhất chúng ta có thể đóng một cái phần À, một cái phần chi phí đầu tiên thôi và sau đó chúng ta có thể trả góp. Và đặc biệt là gì chúng ta lại không phải ít nhất là trong vòng 3 đến 5 năm đầu tiên chúng ta không phải sửa chữa gì cả chiếc xe mới này. Và đương nhiên cái cảm giác của chúng ta khi sử dụng một chiếc xe mới thì tốt hơn rất là nhiều. Cho nên là gì ạ, chúng ta cần phải chỉ ra cho khách hàng cái việc là chi phí sử dụng à, nó thậm chí còn nhiều hơn cả cái chi phí đầu tư ban đầu để giúp cho họ có thể ra được cái quyết định là nên đầu tư một cái Uh, sản phẩm có có cái mức đầu tư cao hay là chúng ta chọn những mức rẻ nhưng cái chi phí sau này sẽ rất là nhiều và uh, từ cái bước số 5 này chúng ta có thể đến cái phương pháp số 6 cách số 6 đó chính là chúng ta sử dụng những cái hậu quả nếu như khách hàng không có ra quyết định mua sử dụng hoặc sản phẩm dịch vụ mà chúng ta đang tư vấn Ví dụ uh, cái việc này thì uh, lấy một ví dụ kinh điển là trong nha khoa ha Ví dụ khi mà uh, khách hàng đang bị sâu răng và nếu như họ không có nhổ răng ngay lập tức thì cái hậu quả của nó là cực kỳ là đau đớn và tốn kém các cụ mình hay nói là gì ạ thứ nhất là đau mắt thứ nhì là dắt răng ngay cả chỉ khi dắt răng thôi thì chúng ta đã cảm thấy cực kỳ khó chịu rồi và thậm chí việc đau răng thì các bạn sẽ thấy là mình bị sốt mình bị sưng răng mình không muốn ăn cái gì cả và thậm chí là à, lúc đấy chỉ cần là gì làm thế nào để răng của mình nó lành thôi là tuyệt vời lắm rồi cho nên là khi chúng ta tư vấn cho khách hàng ấy thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ nếu như khách hàng chưa hoặc là chậm trễ trong việc là mua hoặc là sử dụng sản phẩm gì của chúng ta, thì đâu là những hậu quả mà họ có thể gặp phải. Vậy thì dựa trên cái việc phân tích những yếu tố này, chúng ta có thể giúp cho khách hàng ra được quyết định được tốt hơn. Thay vì chú trọng vào cái việc là giá bán hay nói khác là cái chi phí đầu tư, thì họ sẽ tập trung vào cái hiệu quả mà họ sẽ nhận được. Nếu không thì họ sẽ nhận được cái hậu quả. À, cách số 7 đó là cũng là một cái cách rất là thú vị, đó chính là trả góp. Đúng không nhỉ? Các bạn sẽ thấy là cái việc trả góp là một cái phương án rất là tuyệt vời, giúp cho khách hàng có thể có những cái phương án thanh toán được tốt hơn rất là nhiều. À, cách đây hơn à, 6 năm thì tuần nay cũng mua một chiếc xe ô tô. Tại thời điểm đó thì mình cũng có đủ tiền nhưng mà mình không muốn thanh toán toàn bộ 100% cái tiền để mua chiếc xe mới này. Bởi vì khi mua một chiếc xe ô tô mới thì cái số tiền mình phải đóng vào con số rất là lớn trong khi đó mình lại cần cái tiền vốn để trong cái việc và công việc kinh doanh. Vậy thì lúc thời điểm đó mình chỉ đóng có Uh, 20% cái chi phí đầu tư mua chiếc xe đó thôi và mình trả góp trong thời gian là 5 năm sau đó Vậy thì cái số tiền đầu tư ban đầu tiên ấy, nó rất là nhỏ và thứ hai là mỗi một tháng sau đó là gì là mình chỉ phải trả trung bình khoảng tầm hơn 10 triệu đồng cho một tháng và dần dần cái khoản trả góp này nó càng ngày nó càng càng thấp đi bởi vì mình trả góp cả giá gốc và cái tiền lãi. Vậy thì sau 5 năm mình đã sở hữu chiếc xe ô tô và bằng cách là gì đầu tư ban đầu tiên chỉ có một vài cái trăm triệu, sau đó là mỗi một tháng bằng cái thu nhập của mình tháng tháng mình có thể trả góp được và mình hoàn toàn trả hết được cái chiếc xe ô tô này. Và gần đây thì các bạn cũng sẽ thấy rất là nhiều các bạn trẻ mua hoặc là mong muốn sở hữu những chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất hoặc là Samsung đời mới nhất khoảng tầm 30, 40 triệu. À, nhưng mà một bạn sinh viên làm sao để có thể trả được cái mức giá phí như thế này à, vậy thì họ cũng có một cái phương án ví dụ như là trả góp chẳng hạn như họ họ mua đầu tiên khoảng tầm 10 triệu đồng thôi vậy thì còn khoảng tầm 30 40 triệu đồng còn lại hoặc là 20 triệu đồng còn lại họ trả góp trong thời gian là một năm hoặc là 2 năm mỗi tháng họ chỉ cần trả góp khoảng 1 đến 2 triệu đồng và tùy theo cái thu nhập của mỗi người vậy thì mỗi tháng chỉ trả có 1 đến 2 triệu lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khả thi cho nên chúng ta sẽ tính đến cái phương án là giúp cho khách hàng họ có thể trả góp sản phẩm dịch vụ À, cách số 8 đó chính là à, chúng ta luôn luôn cần phải xác định xem là khách hàng ngoài cái vấn đề này á, thì còn vấn đề nào khác hay không <laughs> các bạn hình dung như thế này à, rất nhiều các bạn sale các bạn bán hàng thiếu kinh nghiệm ấy thì bất cứ khi nào khách hàng đưa ra một vấn đề gì thì thường ngay lập tức là tìm mọi cách để giải quyết ngay cái vấn đề của họ à, có thể là tìm đến uh, sếp tìm đến trưởng phòng để xin cái giá được tốt hơn hoặc là bằng những cái công thức để xử lý từ chối bằng giá đắt vân vân và vân vân nhưng thực tế á, có rất là nhiều cái tình huống giống như đầu tiên tuần anh đã nói khách hàng họ không có nhu cầu cho nên họ đưa ra cái giá đó hoặc khách hàng thực tế họ chỉ đang khảo giá hoặc là thậm chí họ đưa ra mức đó để họ có thể từ chối để xuống để có thể hạ đài để sang một cái nơi khác Vậy thì cái việc của chúng ta rất đơn giản là hỏi rằng Ok cảm ơn anh Hùng à, Chúng ta quay trở lại cái tên anh Hùng ha Cảm ơn anh Hùng đã cho chúng tôi biết về cái mức độ quan tâm của anh Thế thì giả sử như ngoài vấn đề về giá Nếu như mà chúng tôi có thể giúp cho anh thấy được cái giá của nó rất là phù hợp Vậy thì không biết anh có còn cái vấn đề lăn tăn gì đó khác Mà anh cần phải cân nhắc trước khi mà anh ra quyết định mua hàng hay không à, Và ở cái câu này á, khách hàng sẽ có hai tình huống thôi một nếu như thực sự khách hàng có nhu cầu và họ đang cảm thấy là đắt thật sự họ sẽ nói ok chỉ cần à, các bạn có thể chứng minh cho tôi là giá là phù hợp hoặc là nó hiệu quả thì tôi sẽ xuống tiền đúng không thì tuyệt vời và đấy là chúng ta sẽ làm những bước sau nhưng mà nếu như khách hàng không thực sự có mong muốn mua hàng họ lại nói rằng ok tôi cần phải hỏi xem vợ mình có đồng ý hay không tôi cần phải kiểm tra xem quỹ có tiền hay không rồi tôi phải xem cái nhu cầu của mình đến đâu đã thì khi đó chúng ta hiểu rằng là khách hàng chỉ đang khảo giá hoặc chỉ đang đưa ra những cái lời gọi là lời 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 uh, objection những cái thử thách cho chúng ta mà thôi chứ không thực sự mong muốn nhu cầu vậy thì với những tình huống đó chúng ta phải vô cùng tỉnh táo để chúng ta xác định được đâu là cái vấn đề ví dụ nếu họ nói là tôi cần phải hỏi thêm vợ tôi đã vậy thì chúng ta lại tiếp tục Ok vậy thì nếu như cái giá cả mà chúng tôi đã giúp cho anh thấy được giá cả là ok và vợ anh lại đồng ý thì không biết là anh đã quyết định ra được mua hàng hay chưa thì tiếp tục nếu như họ là ok chỉ cần hai vấn đề đấy thôi là tôi chắc chắn sẽ mua hàng vậy thì tuyệt vời chúng ta sẽ cần phải giúp họ chứng minh được và chúng ta cần gặp vợ họ của họ để chúng ta tư vấn cho vợ của anh ấy đúng không còn trong trường hợp họ lại đưa ra tiếp tục các vấn đề khác nữa vậy thì chúng ta không cần phải mất thời gian để tư vấn cho họ cái cách số 9 đó chính là sự đồng cảm thì thật ra cái cách số 9 này ấy, nó sẽ là cái sự hiện diện trong tất cả 16 cái cách này. À, đồng cảm có nghĩa là sao? À, chúng ta hãy cảm ơn họ, cảm ơn anh Hùng đã cho chúng tôi biết về cái mức độ quan tâm của anh, à, cũng cho chúng tôi biết về anh sẽ quan tâm về mức giá và thật ra là có rất là nhiều khách hàng ở trong uh, khi mà đầu tiên mua sản phẩm thì họ đều có cái suy nghĩ giống như anh và các bạn lưu ý này để xử lý từ chối ấy, thì một trong những cái điều mà chúng ta cần phải nhớ về mặt mindset về mặt tư duy ấy, là không bao giờ tạo ra cái sự mâu thuẫn tạo ra sự mâu thuẫn là như nào kiểu mấy câu là em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc ấy. cái từ nhưng là cái từ tạo ra cái sự mâu thuẫn tạo ra cái sự phản kháng cho nên là trong tất cả cái tình huống xử lý từ chối thì mình luôn luôn sử dụng từ và không sử dụng từ nhưng sử dụng từ và đó, chúng ta luôn luôn đồng cảm với họ để tạo ra được sự đồng thuận. À, cách số 10, à, đây là một cách rất là thú vị là gì ạ? Chúng ta hỏi cảm ơn anh Hùng đã cho chúng tôi biết về cái à, mức giá mà anh quan tâm. Vậy thì cho tôi được hỏi là không biết anh đã từng sử dụng những cái sản phẩm hoặc những dịch vụ nào tương tự ở trên thị trường hay chưa? À, để Tuấn Anh kể cho anh chị nghe cái câu chuyện này. Thì với cái công việc là nhà huấn luyện doanh nghiệp của chúng tôi ấy, thì Tuấn Anh thường xuyên phải đi tham dự những chương trình học ở nước ngoài cũng có, ở trong nước cũng có Và những cái chương trình của mình có những chương trình thì một vài triệu thôi nhưng cũng có chương trình 1.000, 000 nghìn, nghìn đô la Thậm chí có những chương trình là 8.000, thậm chí là 10.000 đô la mà mình chỉ được học trong vòng 5 ngày, thậm chí là một tuần mà thôi Để mình có chứng chỉ, có những cái license để được à, gọi là hành nghề, đã chứng chỉ hành nghề À, các bạn biết không, những thời điểm đầu tiên ấy, khi mình ra cái quyết định này ấy, thực sự nó là quyết định rất là khó khăn bởi vì cho dù nó là 1.000, 2.000, 3.000 đô la nó cũng là một cái khoản tiền đúng không, khoản tiền này cũng là tương đối và khi mình ra cái quyết định lần đầu tiên, đó, cảm giác rất là khó chịu phải nâng lên đặt xuống ra cái quyết định rất là khó khăn nhưng, một cái tâm lý rất là thú vị các bạn, nhưng đó là khi mình đã bắt đầu chi trả một khoản tiền khoảng tầm 3.000 đồng cho một cái chương trình đầu tiên, khoảng tầm 60 triệu rồi đó và những chương trình sau thì mình xuống tiền nó trở nên dễ dàng hơn. Đấy là một cái tâm lý chung bởi vì mình biết được một này tiền nào của đấy và thứ hai khi mình đã chi trả mức tiền này và mình nhận được cái giá trị tương xứng thậm chí là nhiều hơn cả cái chi phí mà mình đầu tư thì khi đó cái việc sắp tới chúng ta biết được cái nguồn những cái đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt ạ dịch vụ uy tín thì tự nhiên mình xuống tiền mình ra quyết định được dễ dàng hơn rất là nhiều cho nên là cái cách này ạ Chúng ta hỏi khách hàng xem đã từng bao giờ sử dụng cái sản phẩm dịch vụ tương tự hay chưa Thì lúc này chúng ta kích hoạt cho họ suy nghĩ về những cái sản phẩm tương tự Và từ đó họ cũng có thể ra được quyết định dễ dàng hơn Bởi vì họ ok, họ hiểu rằng cái chuyện đó là mức chi phí đầu tư là tương xứng à, Cách số 11 thì cách số 11 và cách số 9 ấy cũng khá là tương tự nhau Ở cách thứ 9 và cách 11 thì chúng ta luôn luôn là gì ạ? Chúng ta cảm ơn họ, đồng hành, và dẫn dắt họ bằng những cái câu hỏi để tìm ra được cái nguyên nhân nào thực tế nào là ẩn chứa đằng sau cái việc họ từ chối cái giá đắt này. Vậy thì chúng ta sẽ cảm ơn anh Hùng đã cho biết cho chúng tôi biết hoặc là cho tôi biết hoặc cho em biết được cái lý do mà mà anh đã đã đưa ra đúng không? Anh nói là đắt quá vậy thì để cho em có thể tư vấn cho anh được một cách tốt nhất thì cho em xin phép được đặt một vài cái câu hỏi về nhu cầu của anh được không? Đó, tức là những cái việc mà chúng ta đồng cảm và cảm ơn là những cái câu đệ là những cái bước tạo ra cái cầu nối cho những cái câu hỏi đào sâu để tìm được cái vấn đề thực tế của khách hàng và khi các bạn đào sâu được vấn đề thực tế ấy, thì khi đó chúng ta mới cần gọi là xử lý từ chối handle objection đã biến no thành yes đúng không ạ cách số 12 là phù hợp các bạn sẽ thấy như thế này vậy thì chúng ta trong cái quá trình tư vấn ấy, chúng ta sẽ đào sâu rất là nhiều những cái tình huống khác nhau những cái vấn đề mà khách hàng đang thắc mắc vậy thì chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi à, vẫn là đồng cảm và cảm ơn ha cảm ơn anh Hùng vậy thì không biết là cái sản phẩm của bên em nó phù hợp với nhu cầu của anh ở mức nào rồi thì trong quá trình tư vấn ấy, chúng tôi sử dụng cái câu này cũng rất là nhiều câu này chúng tôi được gọi là cái câu đo nhiệt độ hay nói cách khác, khác là đánh giá mức độ phù hợp của khách hàng so với nhu cầu của chúng ta ví dụ nếu như khách hàng nói rằng ok cái sản phẩm của bên bạn tôi thấy là được 7 điểm nữa đó gọi là tương đối phù hợp hoặc là tôi thích hợp với cái sản phẩm A sản phẩm B này thôi còn sản phẩm này không phù hợp. Vậy thì nếu như khách hàng nói là sản phẩm của bạn tương đương được khoảng 7 điểm rồi thì chúng ta lại tiếp tục ok, cảm ơn anh đã rất là thẳng thắn chia sẻ hoặc là đánh giá về cái sản phẩm dịch vụ của của bên chúng tôi. Vậy thì không biết là ba cái điểm còn lại ấy, không biết là chúng tôi cần phải à, cung cấp thêm anh thông tin gì hoặc sản phẩm dịch vụ của chúng tôi cần có thêm những yếu tố gì thì sẽ được ba điểm còn lại để đạt được 10 điểm á Mà đương nhiên là 10 điểm thì chắc chắn là anh sẽ đồng ý đúng không ạ? Đó, cho nên là chúng ta hỏi về cái sự phù hợp này để đo nhiệt độ để đánh giá xem là khách hàng À, cái chuyện nó nó phù hợp với chúng ta như thế nào rồi sản phẩm dịch vụ chúng ta có khả năng cung cấp của họ đến đâu. À, cách số 13 thì đây cũng là một cái điều rất là thú vị bởi vì đôi khi á khách hàng nói là sản phẩm đắt quá. À, đắt quá điều đấy không có nghĩa là nó đắt mà đôi khi ấy, là họ không có đủ tiền <laughs> à, tức là họ nghĩ là sản phẩm này cũng rất là tốt đúng không rất là phù hợp với họ nhưng mà họ không có tiền cho nên họ nói là cái cái tiền này đắt quá chứ thật ra là bên trong họ nghĩ rằng là gì mình không có đủ tiền thôi cho nên là một trong những cái câu hỏi rất là thú vị là gì Ok Cảm ơn anh đã phản hồi đúng không thì à, không biết để chúng tôi có thể tư vấn được tốt nhất cho anh thì không biết anh có thể cho chúng tôi biết là cái ngân sách mà bên anh dự định dành cho cái sản phẩm hay dịch vụ này là bao nhiêu được không? đó rất đơn giản. Các bạn sẽ thấy là xuyên suốt trong cái quá trình mà xử lý những cái từ chối này của khách hàng ấy, một trong những cái chìa khóa một là chúng ta luôn luôn đồng hành và cảm ơn họ, hai là chúng ta phải đặt lại một cái câu hỏi để xác định được thực tế xem vấn đề của họ đang thực sự nằm ở đâu. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta biết được vấn đề khách hàng nằm ở đâu thì chúng ta mới đưa ra được cái lời trình bày, cái lời giải pháp phù hợp cho họ sau đó. rồi uh, Cách số 14 đó chính là một cái câu tiếp tục, một cái câu đo nhiệt độ đánh giá về cái nhu cầu của khách hàng. Ví dụ ok cảm ơn anh. Giả sử như giá cả không phải là vấn đề. Vậy thì không biết là cái sản phẩm bên uh, qua quá trình mà chúng tôi trình bày ấy, thì không biết sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi có giải quyết được cái vấn đề của bên anh một cách triệt để hay không? Khách hàng sẽ cần phải trả lời đúng không? Các bạn sẽ luôn luôn thấy là gì ạ? Người nào đặt cái câu hỏi là người kiểm soát cuộc nói chuyện và trong một cái video khác thì tuần anh sẽ hướng dẫn anh chị về cách nghệ thuật đặt câu hỏi. Còn trong cái 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 bước video này thì có rất là nhiều điều đặt câu hỏi đúng không? Chúng ta phải hỏi xem là ok, xác nhận xem là sản phẩm dịch vụ của mình ấy, có giúp khách hàng khắc phục được vấn đề của họ hay không? Bởi vì nếu khắc phục được, vậy thì giá cả nó không phải là vấn đề. Hoặc nếu như đã sản phẩm đã khắc phục được hoặc là giải quyết được vấn đề thì chúng ta sẽ ngồi xuống với họ tìm ra được một cái phương pháp về mức thanh toán giúp cho họ có thể sở hữu cái sản phẩm của chúng ta một cách tốt nhất và cách số 15 uh, đây cũng là một cách rất thú vị chúng ta có hỏi hỏi khách hàng uh, ok ạ, thì uh, không biết là hỏi vui thôi ví dụ anh hoặc là chị thấy rằng là nếu như sản phẩm mà tốt nhất thì có thể có cái giá rẻ nhất không À, cái điều này, cái phương pháp này chỉ được phép sử dụng Khi và chỉ khi bạn vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng tự tin với sản phẩm gì của bên bạn Sản phẩm bên bạn thật sự là rất là tốt Sản phẩm của bên bạn có sự cạnh tranh, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường Và bạn rất là tự tin với sản phẩm của bên mình Cho nên là chúng ta hỏi vui à, Có thể là gì? Ok, sản phẩm tốt Thì có thể có giá tốt hay không? Thì cái câu này nó cũng có thể là nó sẽ câu số 15, phương pháp số 15 và phương pháp số 4 nó có sự liên quan đến nhau ha, tức là tiền nào của đấy cho nên là sản phẩm tốt nhất thì không thể nào có cái giá được rẻ hơn đâu. Và một trong những cái phương pháp mà cá nhân Tuấn Anh dùng rất là nhiều trong cái lĩnh vực của chúng tôi. Và nếu như các bạn đang sử dụng những cái uh, đang bán những cái sản phẩm hoặc những dịch vụ mà có thể là tạo ra cái sự thay đổi cho khách hàng ấy, đặc biệt những cái điều đó ấy, thì đây là một phương pháp cực kỳ tuyệt vời. À, chúng tôi thường xuyên sử dụng cái phương pháp này gọi là phương pháp tìm phí à, ví dụ khi mà chúng ta sẽ ngồi chúng tôi thường là tuấn anh sẽ ngồi xuống với khách hàng à, xem cái à, ví dụ cái bài toán của họ là họ đang gặp rất là nhiều vấn đề ví dụ họ không có đủ thời gian để vận hành doanh nghiệp mọi thứ rất là hỗn loạn hoặc là họ không biết làm sao để tăng trưởng doanh số họ không biết làm sao để đội ngũ của họ gắn kết hoặc tìm người vậy thì cái việc mà tìm phí á, có nghĩa là tuấn anh sẽ ngồi xuống với họ giúp đỡ cho họ là tìm ra được một cái phương pháp, một cái giải pháp mà nếu như cái giải pháp đấy được thực thi thì khi đó họ sẽ tìm được cái số tiền mà họ đem lại cái hiệu quả cho công việc kinh doanh của họ, giúp họ tìm được chính xác cái số tiền họ đầu tư, thậm chí là còn nhiều hơn cái số tiền mà họ đầu tư vào cái chi phí cho sản phẩm hay dịch vụ. Thì đấy chính là cách mà một cái phương pháp cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì các bạn hình dung này, khi khách hàng nhìn thấy con đường ạ, nhìn thấy số tiền họ đầu tư vào có thể đem lại cái lợi nhuận gọi là ROI đúng không ROI right. thì nếu như họ nhìn thấy cái số tiền đầu tư một đồng vào thì chắc chắn chúng ta nếu như chúng ta có thể giúp họ tìm được doanh thu mà lợi nhuận còn vượt xa cả cái số tiền họ đầu tư tức là doanh thu nhiều hơn cái tiền đó và cái lợi nhuận vượt xa cái con số một đồng đầu tư một đồng và lợi nhuận ít nhất là một đồng thì là hòa vốn đúng không thì họ chắc chắn sẵn sàng đầu tư bởi vì cái việc mà họ đầu tư vào họ chắc chắn là có lời à, OK trên đây là 16 cái phương pháp khác nhau, 16 cách khác nhau để các bạn có thể ứng phó với tình huống là giá của bạn quá đắt. Vậy thì trong lần tới, các bạn có thể là quay trở lại xem lại từng cái bước từng cái bước trong 16 cách này. Các bạn có thể viết ra thành kịch bản của công ty của các bạn để đem lại hiệu quả một cách tốt nhất. Và tôi cũng xin được phép chúc các bạn có thể có những cái phương pháp tốt nhất để cho bán hàng trong thời gian tới cho công ty của các bạn. Và nếu như các bạn mà muốn, không muốn bỏ lỡ, lần tới thì trên kênh của Tuấn Anh cũng sẽ tiếp tục có những cái video về bán hàng, về phát triển bản thân và phát triển doanh nghiệp. Vậy thì nếu như các bạn muốn nhận những cái video này thì hãy bấm đăng ký ở cái kênh của Tuấn Anh và đặc, đặc biệt là hãy bấm vào nút uh, nút hình quả chuông á để nhận được cái thông báo để không bỏ lỡ những cái video lần tới khi khi ra những video mới sắp tới của trên cái kênh kênh này và ok lời cuối xin cảm ơn các bạn đã xem đến tận giờ này và nếu như các bạn tiếp tục có những cái câu hỏi hoặc những cái thắc mắc mà các bạn cần phải thảo luận thì hãy comment xuống ở bên dưới trong cái video này thì đó có thể là những cái chủ đề mà tuấn anh sẽ chia sẻ trong những video tiếp theo uh, xin chào hẹn gặp lại các bạn